là vùng nhìn đây. Uống có 2 cốc nước lọc mà được đền luôn cho 3 cốc nước mới, lại còn nằm trong bộ sưu tập trà hè của La Bong, quán chuyên về các dòng trà ô long đậm vị. Mặc dù là sinh sau đẻ muộn ấy, nhưng mà rổ giá lại mềm hơn các anh chị đi trước. Thì đấy, đầu video nhân viên yêu khách thế nào mà hất luôn cho khách 2 cốc nước vào mặt, thế là phải đền cho mình 3 cốc nước luôn. Đầu tiên trong bộ sưu tập mới là ô long hoa sen, vẫn là cốt trà ô long nhưng được ủ cùng hoa. Nó là sen tươi luôn chứ không phải sử dụng trà sen khô thường có. Cảm giác nó thơm nhẹ nhàng, thơm thoang thoảng mà có một chút béo từ sữa. Trân châu ngọc trai hồng này cũng mới ra mắt kiểu bắt theo trend ấy. Bọc bên trong thì là củ năng giòn bùi, còn khi cắn vào nó nổ tanh tách trong miệng. Topping hay hay ở đây còn có cả trân châu xanh, nhân đậu đỏ nữa cơ. Mỗi viên thì mình thấy to hơn hẳn loại thường, có bọc bên trong là nhân đậu đỏ bùi bùi. Về ô long hoa dành dành thì mình nghĩ đây là dòng trà đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội. Trà ô long thì sẽ được ướp trực tiếp với hoa dành dành tươi. Quận, cái vị trà rất là đậm luôn, kể cả mình có gọi kem trứng luôn này. Cái vị hoa dành dành nó rất là thơm, nó còn kiểu nó thơm nồng hơn cả vị hoa nhài luôn ấy. Nếu muốn hương hoa nhẹ nhàng hơn thì mọi người có thể chuyển sang ô long nhài sữa, kết hợp cùng với kem trứng béo ngọt sẽ làm dịu vị trà hơn, vì cốt trà ở đây khá đậm. Sẽ phù hợp với những bạn nào mà thích đậm vị trà. Mình thấy kể cả mình có gọi kem trứng rồi nhá, thì cái vị trà nó vẫn rất là sâu luôn, không biết là có bị mất ngủ không nhở. Đính chính lại, sau qua một đêm mới làm video thì không bị mất ngủ thật mọi người ạ. Bộ sưu tập mới giờ cũng đã có mặt tại La Bong Trần Nguyên Đán.